bao dung và khiêm tốn. Giọt mực rơi vào một ly nước trong, ly nước này lập tức thành màu đen, không uống được nữa. Nhưng nếu giọt mực rơi vào biển lớn, biển vẫn là biển, nhuộm màu xanh lam. Tại sao vậy? Vì sự bao dung, sức chứa đựng của hai thứ này là khác nhau. Lúa chưa chín thì đâm thẳng lên trời, lúa đã chín thì ngã đầu cúi xuống. Làm người càng thành công càng hiểu phẩm giá của sự khiêm nhường, nụ cười và nước mắt. Vị lạc ma già nói với lạc ma trẻ: khi đến với thế giới này, anh khóc, nhưng người khác đều rất vui mừng. Khi anh rời khỏi thế giới này, người khác đều đang khóc, nhưng bản thân anh lại thường cảm thấy rất vui. Vì thế, chết không hẳn là điều tồi tệ, còn sự sống cũng chưa chắc là điều đáng mừng. Đánh mất. Nếu đi chơi, không may làm rớt 100 đồng, đoán là nó có khả năng sẽ nằm ở một chỗ nào đó. Nếu phải bỏ ra 200 đồng tiền xe để quay lại, để tìm, liệu bạn có quay lại không? Rõ là một câu hỏi ngốc nghếch, nhưng điều buồn cười là chuyện tương tự lại không ngừng xảy ra trong cuộc sống. Bị người ta chửi một câu, nhưng lại bỏ ra vô số thời gian để đau buồn, vì một việc mà nổi giận, không ngừng làm tổn hại đến thân tâm của mình. Không tiếc mất mát, chỉ để báo thù. Mất đi tình cảm của một người, biết rõ mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng vẫn đau lòng rất lâu. Điều kỳ lạ của con người. Đệ tử hỏi sư phụ: thầy có thể nói cho con biết về chỗ kỳ lạ của con người không? Sư phụ nói: họ vội vàng trưởng thành, sau đó lại than thở là mất đi tuổi thơ. Họ dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, không lâu sau lại muốn dùng tiền bạc để khôi phục sức khỏe. Họ đối với tương lai thì lo lắng không nguôi, nhưng lại không trân trọng hiện tại. Vì vậy, họ vừa không sống trong hiện tại, vừa không sống trong tương lai. Họ sống như thế là sẽ không bao giờ chết, và sẽ chết như thế chưa bao giờ từng được sống. Mọi thứ của cuộc đời không phải do toan tính có được, mà do hành thiện có được. Không phải do cầu được, mà là do tu được. Có nhiều lúc thà rằng bị hiểu lầm còn không muốn giải thích. Tin hay không tin chỉ ở trong một suy nghĩ của bạn. Chỉ hối hận vì những chuyện mà mình chưa từng làm, không hối hận vì những chuyện mình đã làm. Mỗi một bước đi của cuộc đời đều cần phải trả giá. Con người ta sống ở đời cần phải trầm tĩnh, cần có đủ thời gian để suy ngẫm.